quý vị khán giả của VNTV và chào mừng quý vị một lần nữa trở lại với chương trình Bạn Không Biết với chị Theresa Ánh Hương. Chị là chuyên viên về bảo hiểm và tài chính tại San Diego và cũng là sáng lập viên của công ty Nguyễn Mút Insurance và Financial Services. Trước hết chào chị Ánh Hương. Chào Vân Anh và xin kính chào khán giả của VNTV. Vâng, thưa quý vị, lần trước thì chị Ánh Hương đã nói về những người đã nhận được cái số tiền PPE của chính phủ đó, thì phải cần làm gì trong cái thời gian này. Thì ngày hôm nay chị lại trở lại với một phần kế tiếp, đó là chúng ta biết là rất là nhiều những cái cơ sở thương mại đã bị ảnh hưởng của cái pandemic, của cái đại dịch Covid-19 trong thời gian vừa qua. Đã có rất nhiều là những người đã chịu không nổi là phải bỏ business của mình luôn. Thì với một người làm việc về lĩnh vực tài chính, chị thấy là những cái cơ sở thương mại của chúng ta, đặc biệt là cộng đồng người Việt của chúng ta đó, có cái cách nào để mà giúp họ trải qua cái thời gian này, cũng như là cái hướng sắp tới họ phải cần làm gì để mà vượt qua cái khó khăn này? Vì những luật mà đang ra và mình vẫn là phải stay at home in place, có một số business cũng được mở rồi. Và những business đó mở nhưng mà vẫn modify, có nghĩa là chỉ mở được thí dụ như là 1% nào thôi, hoặc là không có đủ nữa, không có thể nào mà mở mà lấy tất cả những cái số khách như là mình từng có ngày xưa, thì nó thật sự nó ảnh hưởng tới cái business của mình. Những người mà được mở ra và vẫn có tiếp tục có những cái số khách mà vô, đối với Hưng nó là cái đó nó là một cái tốt cho mình, là mình biết rằng là cái business của mình người ta vẫn muốn tới với mình và người ta vẫn muốn tồn tại với mình. Và có nhiều business thì một khi mà mình đã đóng cửa và khi mà mình trở lại thì nó có nhiều cái struggle hơn, tự nhiên cái số khách của mình thấy mất đi, hoặc là mình thấy là mình bắt đầu mình phải build lại từ đầu, thì nó cái những người đó bị ảnh hưởng theo một cách khác. Và vì COVID-19 nữa cho nên rất là nhiều industry nó cũng sẽ bị ảnh hưởng. Ví dụ như ngày xưa những người mà vẫn thích đi vô tiệm mua đồ, vì COVID trong 6 tháng qua họ được tự nhiên cái cách mà họ mua sắm thí dụ nó cũng sẽ thay đổi, và có thể nó sẽ thay đổi hoàn toàn luôn cho tới sau này. Và vì vậy nó sẽ ảnh hưởng tới nhiều thí dụ như những cái business như là retail, thì có thể mình có tiệm nhưng mà không, cái số khách sẽ không trở lại nữa. Thì khán giả nào mà đang có những cái cơ sở thương mại như vậy thì cái bước đầu tiên Hương nghĩ là nên nhìn lại cái business của mình, coi lại cái business plan và cái business model của mình, coi cái sự ảnh hưởng nó đang như thế nào, và có thể nhìn tới cái tương lai 1 năm, 2 năm nữa, và sẽ thấy cái số khách của mình sẽ còn được như là ngày xưa hay không. Và một cái mà quan trọng nhất mà người ta phải nghĩ tới, và rất là khó cho những người mà đã bỏ mồ hôi nước mắt ra để mà xây dựng cái business của mình, là nó trở thành một cái kêu là cái emotion của mình, và mình coi như là mình, nó cũng như là mình marry vô cái business của mình, và mình không có thể nghĩ tới cái đường hướng là mình có nên giữ cái business, có thể bỏ đi cái business đó hay không. Thì cái đó rất là cái emotion mà nó khác biệt với cái reality của mình. Thì cái đó là cái mà mình nên coi kỹ lại, và mình nhìn lại cái business của plan của mình phải có cái reality trong đó, và mình phải coi rằng là mình có phải thay đổi cái business model của mình hay không, hoặc là cái business model của mình nó còn có sustainable hay không. Và từ đó mình sẽ phải nhìn lại cái tài chính của mình, và trong cái tài chính của mình phải quyết định rằng là mình có đủ cái sở hữu, thứ nhất là trải qua cái những cái mà mình sẽ phải trải qua trong tương lai. Hiện bây giờ nhiều business bắt đầu mở lại, nhưng mà Hương nghĩ rằng là sau cái election này, tùy tổng thống của chúng ta sẽ là ai, nó cũng còn ảnh hưởng tới mình tương lai. Và nếu mà năm nay mà nó trầm trọng thì năm tới nó cũng có thể nó còn trầm trọng hơn. Và dù là kinh tế nó vẫn có đà mà nó recover đi nữa, nhưng những cái sự mà đã bị ảnh hưởng năm nay nó vẫn tiếp tục nó ảnh hưởng tới mình sang năm và sang năm nữa. Thì khi mà mình nhìn vào như vậy thì mình phải realistic, và mình phải nhìn nhận với cá nhân của mình rằng là cái business của mình nó có thể nó sustain được hay không. Và nếu mà mình nghĩ là nó không thì mình phải nghĩ đến những cái đường con đường nào mà mình phải đi để mà thứ nhất á, là mình không phải mất thêm tiền trong cái business của mình, và cái thứ hai nữa mà quan trọng hơn đó là mình có thể sinh sống và nuôi cho gia đình mình trong cái kế hoạch của mình trong tương lai hay không. Đối với những tiết kiệm, đặc biệt là cộng đồng Việt Nam của chúng ta thì có rất là nhiều những tiết kiệm nail, tiệm tóc và bị ảnh hưởng nặng nề của Covid-19 này. Có những người mà vì tiền nhà chồng chất tiền tệ, họ biết là họ phải trả, cho nên họ đành phải bỏ, và họ bỏ thì họ cứ nghỉ thôi, không có trở lại.
thì chị nghĩ là những người đó làm sao cần phải làm những cái bước như thế nào để họ có thể get out of crisis, tức là họ có thể đi ra mà một cách chính thức, một cách hợp pháp, để sau này họ không có bị phiền phức với những cái nợ hoặc là với những cái lease mà họ đang có hiện nay. Cái câu hỏi đó rất là quan trọng nha Vân Anh, tại vì có nhiều người hiện bây giờ đó trong xã hội của chúng ta và trong kinh tế của chúng ta, nó có dĩ nhiên nó có rất là nhiều chuyện nó xào xáo, nhưng mà khi mà mình làm việc cá nhân hoặc là trong cơ sở thương mại đi nữa thì mình phải có cái sự coi như là cái trách nhiệm của mình, và vì vậy cho nên khi mà mình quyết định mình không có còn tiếp tục làm nữa thì mình cũng phải qua những cái step mà để nó không có hại mình sau này. Cái quan trọng nhất là cái credit của mình. So nếu mà thí dụ mình quyết định là cái business của mình không có thể nào mà mình giữ được nữa, thì việc đầu tiên nếu mà mình nói về cái lease của mình thì mình nên nói chuyện với landlord, và mình có thể mình negotiate với họ. Hiện bây giờ thì ai cũng trong cùng hoàn cảnh với nhau, và cái người landlord đó đó, cái người mà cho mình mướn mướn phòng của mình đó, thì họ cũng có cái mortgage để họ phải trả. Cho nên mình nên nói chuyện với họ và negotiate một cái deal nào mà để có thể mình ra mà mình không có bị bad credit. Thì khi mà mình negotiate đó đó thì nó có nhiều nhiều cách lắm. Một là mình có thể mình kiếm người khác mướn lại cái văn phòng của mình. Hiểu là hiện bây giờ thì cái chuyện đó cũng có thể là khó, nhưng mà at least mình cũng có thể mình try được. Cái thứ hai, mình có thể có cái suspension, có nghĩa là mình có thể mình xin với người landlord đó là bây giờ kinh tế tôi không thể mở được và tôi không có thể khả năng trả nữa, thì có thể cho tôi bớt đi, thí dụ như là bớt hàng tháng hay là bớt một vài tháng cho tới khi nào mà kinh tế nó recover được. So mình cũng có thể mình negotiate như vậy. Cái thứ ba nữa đó, mình có thể mình nhìn vào cái business của mình, và nếu mà mình nghĩ rằng là nó vẫn có tương lai nhưng mà hiện bây giờ mình đang struggle financially, tức là mình không có đủ tài chánh, thì mình cũng có thể mình kiếm những người investor mà họ có thể nhảy vô và họ có thể giúp mình được. Một là họ có thể là silent partner, và có nghĩa là họ chỉ có bỏ tiền vô trong đó để giúp mình rebuild lại cái business của mình và ăn phần trăm của mình, hoặc là có thể mua lại của mình, hoặc là và khi mà họ mua lại như vậy thì nó cũng có cái lợi tức cho mình là khi họ mua lại thì cũng có thể họ cần mình phải tiếp tục làm việc ở đó để cho họ tồn tại cái business. Thì như vậy là vừa mình vừa ra khỏi cái business đó không có bị tốn, không có bị mất mát rất nhiều, và ngoài ra nữa có thể mình có công ăn việc làm để mà mình tiếp tục mình nuôi sống gia đình của mình. Đối với Hương, hiện bây giờ khi mà chúng ta bật tivi lên hoặc là nói chuyện với nhau thì phần nhiều nó người ta lo lắng cho cái tài chánh của mình bây giờ và lo lắng lắng cho cái tài chánh của mình tương lai. Nhưng nếu mà mình nhìn vào lịch sử thì bất cứ một cái gì mà nó là một cái sự coi như là disadvantage thì nó cũng là một cái cơ hội rất lớn lao nếu mà mình biết mình nhìn vô trong đó. Hương lấy ví dụ như Vân Anh có bao giờ nghĩ rằng là cái mặt nạ, cái mask mà thường thường là dùng chỉ cho medical thôi, mà bây giờ có một thời gian là nó thiếu và bây giờ người ta nó là một cái business rất là lớn cho mọi người, và nó đi từ chỉ có là một cái mask, bây giờ là nó có đủ hình, đủ trò, đủ màu, đủ mấy, và nó trở thành một cái industry. Exactly. So đó là một cái ví dụ mà Hương đưa ra. Sanitizer ngày xưa thì dĩ nhiên là nó cũng cũng quan trọng, nhưng mà bây giờ đi đâu, ở trong xe, ở nhà, đi vô một cái business, nó trở thành một cái big business. Cho nên nó cũng có thể là một cái cơ hội mà mình nắm được. Và những cái tài chánh của mình đang bỏ vô những cái business mà mình có hiện tại, mình phải thực tế và mình phải nhìn. Mình đừng quá yêu thương cái business vì cái công lao của mình mà mình quên đi rằng là mình làm business để làm ăn và mang tiền về cho gia đình. Cho nên mình phải nhìn vào những cái đó, những cái khía cạnh đó, và mình có thể coi rằng là mình có cái cơ hội trong cái business hiện tại của mình hay không. Và nếu mà không có thì những người mà có tài năng á, họ vẫn có thể họ bỏ cái đó và họ ra họ mở một cái khác, và họ vẫn có thể họ tiếp tục họ sinh sống và họ phát triển như thường. Cho nên cái đó là cái mà Hương nghĩ rằng là nếu mà những bạn đang coi trong chương trình của mình mà không nghĩ tới thì nên làm thêm một một số research và coi những cái opportunity mà mình có thể nắm lấy, và luôn luôn những cái cơ hội đó nó cũng có thể nó trở thành một cái gì mà thật là lớn. Cho nên cái business của mình thí dụ như bây giờ đang làm một năm là 100.000 cũng có thể thành 1 triệu đồng như thường nếu mà mình biết nắm lấy những cái cơ hội mà nó đang có ở trước mặt của mình. Cảm ơn chị Ánh Hương rất là nhiều. Và quý vị khán giả nào mà cần có một sự tư vấn về bảo hiểm hoặc như là tài chánh, quý vị cũng có thể gọi cho chị Ánh Hương, chị sẽ giúp đỡ cho quý vị. Và một lần nữa cảm ơn sự lắng nghe của quý vị và các bạn trong chương trình Bạn Có Biết ngày hôm nay. Cảm ơn chị Ánh Hương.
Và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.